chấn chỉnh sai phạm tại các điểm trông giữ xe ô tô thu tiền hiện nay đang được lực lượng thanh tra giao thông của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra xử lý. Hoạt động này không chỉ đảm bảo quyền lợi cho người gửi phương tiện mà còn ngăn chặn tình trạng thu quá số tiền quy định hoặc là cho dừng đỗ xe tràn lan gây ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố hiện nay. Và sau đây là ghi nhận của VTC14. Đây là buổi kiểm tra của lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đối với công tác trông giữ xe ô tô của Xí nghiệp 5 thuộc công ty khai thác điểm đỗ xe thành phố Hà Nội, yêu cầu bắt buộc người trông giữ phương tiện phải trình được giấy phép cấp điểm đỗ. Khu vực đỗ xe có biển báo được phép đỗ xe thu tiền và quan trọng nhất đó là mức giá niêm yết. Nếu các điểm trông giữ phương tiện thiếu những loại giấy tờ trên sẽ bị lực lượng thanh tra lập biên bản xử lý. Bây giờ trên địa bàn thành phố thì cái phương tiện nó cũng tăng, thì đâm ra là cái diện tích mà đỗ xe ở các điểm đỗ xe hầu như là cũng rất thiếu trầm trọng. Thế đâm ra là khách hàng người ta nhiều khi là cũng không có chỗ người ta để cái phương tiện, người ta để hoặc là các cơ quan công sở là không có chỗ để. Thế là chỉ có ý kiến là bây giờ là Sở Giao thông hay là thành phố hay là mở rộng ra cái điểm đỗ xe tĩnh cho bên để mà làm cho nó vào khuôn khổ trong cái vấn đề giao thông của thành phố. Diện tích là tổng chiều dài là 92m và chiều rộng là 2m, diện tích là 180m². Và nói chung là nhiều lúc xe đông đúc tắc đường thì nó cũng ùn tắc lắm ạ. Nhưng bọn em vẫn phải phối hợp để cho nó đỡ bị ùn tắc, để cho nó giao thông nó đỡ bị tắc ạ. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội xác nhận, ngoài kiểm tra các giấy tờ thủ tục liên quan, lực lượng còn kiểm tra chiều dài, chiều rộng các khu vực đã được cấp phép, từ đó xác định hoạt động trông giữ xe ô tô có vượt ra ngoài phạm vi đã được cấp phép hay không. Tổ liên ngành phối hợp với các phòng chức năng của sở cũng như là ban giá của Sở Tài chính, đội 5 phòng sát kinh tế, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, rà soát và nhất là những cái tuyến mà được cấp phép. Hiện tại bây giờ nó liên quan đến vấn đề là giải quyết cái vấn đề là trông trong đúng phạm vi trong giấy phép. Cái thứ hai là thực hiện trong đúng cái 7 nội dung mà trong phép thì sở cấp phép giao cho các doanh nghiệp, các công ty được phép trông giữ. Thứ ba là vấn đề là tránh cái chuyện là đỗ xe lộn xộn ngoài cái phạm vi phép, chúng tôi xử lý, cương quyết xử lý để dẫn đến để tránh cái chuyện là ùn tắc giao thông, phải trông đúng trong phạm vi được cấp phép. Tình trạng vi phạm vỉa hè lòng đường ở Hà Nội hiện đã giảm nhiều so với trước sau khi lực lượng chức năng siết chặt công tác quản lý giám sát. Tuy nhiên, để duy trì được những tuyến phố đảm bảo an toàn giao thông như thế này, thì bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân viên trông giữ xe, cũng cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan ngành ở thủ đô.